Chào mừng quý vị và các bạn đến cái kênh Sơn Lâm TV. Hôm nay anh em chúng tôi lại có chuyến hành trình là khám phá rừng và thử thách. Xin chào các bạn nha. Đây anh em mình lại có chuyến đi rừng nhé các bạn nha. Các bạn đi theo các bạn ơi. Cùng theo chân chúng tôi anh em chúng tôi đi nhá. Đi trên hành trình mình đi thì mình sẽ đi những con đường như này. Đây là con đường họ mở đi để khai thác gỗ ấy. Còn nhìn sang phía đường xa kia là khu vực gọi là rừng phòng hộ, rừng nguyên sinh, thì mình sẽ đi hướng đấy tầm 5 đến 10 cây số là đến nơi. Cùng theo chân anh em chúng tôi nhé. Đến biên giới của Việt Trung. Đây, đi thép gài này. vượt biên thoải mái. Đây. Còn bên này thì là của phía Việt Nam mình. Đấy, vẫn còn nguyên sinh. Đấy, cùng anh em đi xem biên giới Việt Trung như thế nào nhá. Thép gài. Ôi giời. May quá, không có điện nha, nếu mà có điện thì thôi rồi. Ui giời, đi à. Đây, phía bên Trung Quốc, đỉnh núi cao như thế này, họ vẫn múc được ranh giới như này. Quá kinh khủng luôn. Cái gì? Cây mong á? À. Dưới ăn là sao nhỉ? Dưới ăn đấy, nọ bỏ đào đi này. Ừ nhỉ. Ui dưới ăn đấy. Và đây là phía bên Trung Quốc họ chặt cây đây. Nhưng mà chắc không ạ. Ui dục, cây to dã man. Cây quý đấy. Đây. Cảnh xung quanh này nhìn rất là đẹp. Ui dục, rất là rộng. Mưa tiên lửa đấy. Này mà trượt chân xuống thì thôi rồi, xin vĩnh biệt cụ luôn. Ui dồi, bên kia họ phá đất Trung Quốc, họ phá hủy, phá rừng, kinh khủng chưa. Đốt một loạt rừng, chắc trồng cây hay như nào. Nó không giống như bên Việt Nam mình còn bảo vệ được ít rừng. Bên này họ phá để trồng cây. Đây. Ôi giời, vực. Ôi giời, kinh khủng thế. Thật là kinh khủng. Mình sẽ lấy hòn đá này, mình sẽ ném xuống dưới kia xem là có hiện tượng gì không nhá. Ôi giời. Dốc đứng dã man luôn. Ơi. Ui giời. Uà. Đấy. Cảnh đây rất là đẹp. Bên này thì họ đang hình như đang trồng cây, phía bên này đang trồng cây sao ấy. Đạt lại được vượt biên, nghịch chơi rồi. Sướng há mồm ra. Đã phát đạt lăn xuống dưới kia xem có ổn không. Rồi như vậy là anh em chúng tôi đã đến điểm mình dừng chân rồi nhá. Hiện tại thì đến thì hơi muộn tí bởi vì bây giờ thì cũng tầm 7 giờ. 7 giờ đêm. Thì mình cũng nấu nồi cơm rồi. Đói lắm rồi mà anh em này đi cả ngày trời. Phía bên này thì nãy thằng em thì đi đường thì cũng rào chém được con cây bạc má. Cây bạc má. Đây. Chém được nha. Chém được con cây bạc má. Dã man. Bắt được thêm mấy con cua và hai con ếch. Đấy, hai con ếch đát này. Cây này mình có thể bỏ, chắc bỏ bộ lòng đi thôi nhỉ. Lòng thối lắm. Đây. Cây. Ui
dã man. Hơi có máu một tí là thôi nha các bạn nhá. Đúng rồi. Vẫn nhạy cảm. Hơi máu me tí thì thôi mình cắt tạm đi. Em chế biến đi, anh nấu cơm nhá. Đây, bắt đầu xử lý đến cái đầu. Anh em nào đi rừng ấy thì chịu đấy, đấy đúng không? Thế mới ngon. Đi rừng để ý lưu ý đi theo khe ấy, thì phải cầm theo dao nhá. Đấy, bởi vì con những con cầy bạc má này nó đã hay đi đêm lắm. Đi đêm thì nó rất là ngu như con lợn đấy. Đây. Còn hai này có anh đát này. Nấu luôn cả con luôn. Đấy. Còn đầu thì bổ đồ ra. Để như này hay thế thôi, để thế thôi. To quá thưa. Không to, chứ nó mất đi cái gọi là cái chất chất của nó ăn không ngon thôi. Đây thì mình sẽ nấu một nửa thôi nhá, thì mình sẽ hai anh em sẽ không ăn được hết. Thế. Ít ít ra thì mình còn mang một phần mang về ấy. Đấy. Đây, đây nhá. Hay mình lấy phần giữa này đi. Bởi vì nó ừ đấy. Đấy, em cứ nấu đi, anh đi xem cái con ếch kêu trên này. Chắc khả năng rất là to đấy. Đấy, và đây là con ếch. Đây đây. Đấy mọi người nhìn thấy không? Đấy. Ý. Chạy hà bưởi vào trong nồi luôn. Này, rất là to nhá. Đấy. Kinh khủng. Về cho nồi luôn. Cả con luôn nhé. Khu rừng nguyên sinh. Để ý buổi tối đi anh em đeo giày nhé. Rất là nhiều rắn rết. Đấy. Ấy, mình sẽ thả từng con vào như này. Kiểu này nó sẽ không bị nát thịt. Sẽ tạo thêm một vị riêng của nó. Đấy. Ba con. Mình nhà công việc của mình bây giờ là sẽ làm thêm một ít nước chấm thần thánh nữa. Đồ rừng đồ ngon thì vẫn phải có nước chấm thần thánh thì mới ngon được. Còn đây là nước nói nha. Đây do điều kiện không có điện thì mình phải sử dụng bằng đèn pin nhé, đèn pin siêu sáng luôn. Đấy, dọi thẳng vào đúng vị trí của anh em mình ngồi. Còn dịch sang bên phía tay phải của tôi đây là có hai miếng thịt. Ôi dồi, miếng thịt quá ngon. Mai mình sẽ ăn sáng nướng. Mình sử dụng là nướng lên nha. Ôi dồi, khói quá. Điều kiện bếp mình đây là kiểu là mình nhóm bằng lửa này thì nó quá khói luôn. Sắp chín chưa? Chín rồi đấy. Chín thì khả năng bác lên được rồi ấy. Chín rồi, cho lên đây nhé. Cho lên đây. Cứ bỏ vung ra được. Bỏ vung ra cho khác. Đấy, tới đây. Ngạc nhiên chưa? Đấy, quá tuyệt vời luôn. Ui, thơm thế, mình chưa được thưởng thức nhưng mà cảm nhận được cái mùi vị thơm của nó rồi. Thơm rồi các bạn ạ. Quá thơm luôn. Rồi, bắt đầu đi triển thôi. Chào nha. Mời tất cả các bạn nhá. Đây, đánh chén cùng hai anh em chúng tôi. Nước chấm thần thánh. Đây, quay kỹ cho mọi người xem. Đây là nước chấm thần thánh. Gồm gia vị hạt sổi, mắc khén, xả, gừng, ớt, tiêu. Cái mầm này nhìn rất là hoành tráng. Dùng cái nào? Cái này. Cây kia dễ cầm hơn. Đây, cầm như này này, không bị đổ. Không lấy cái gì đặt cắm này này.
cắm đặt ở đây chắc không đủ đâu. Ừ. Những cảnh đi rừng đầu tóc cứ bù xù quá đi, đội đèn pin cả ngày. Ôi trời ơi, nhìn thấy chưa? Ôi giời, ếch này thật là kinh khủng, rất là to. Vừa ăn vừa thổi, cho vào đây cho nóng đã. Bằng nào đấy, được chưa? Được. Cái kia đầy mà cục nhiều rồi. Dạ. Rồi, nhiều hơn tí nữa. Ôi. Rồi, xin mời các bạn cơm ngon nghe hai anh em chúng mình nhá. Mời nha, mời nha, mời tất cả mọi người nha. À, rượu ngon. Ây à. Trước tiên là phải sử dụng con này đã nha. Yeah. Đây. Đạt, ba đây. Đây. Thật hạnh. Rồi, mời các bạn đánh chén nè. Ngon quá nhỉ. Quá ngon các bạn ạ. Cầm, mình chỉ cầm máy quay thôi, mình đã nước miếng đã chảy cho mọi người ạ. Nuốt ực ực đi. Giòn nhỉ. Ếch đây thì mình cũng chả biết, cứ biết gọi là ếch gì, mình chỉ hay gọi là ếch đát thôi. Ăn dã man ngon, dã man luôn. Quá các bạn. Còn em ơi các bạn nào. Cầm lên, cầm lên thế. Ngon quá. Ngon quá các bạn. Chị tính là hay đi rừng mới biết là ăn những con ếch mà nó ngon như thế này. Đúng rồi. Thịt nó dài và nó trắng như này các bạn ạ. Này, trắng như kiểu là thịt gà luôn, dài lắm luôn ạ. Nó không giống như kiểu con nó ếch ộp trong trong ruộng đồng nhà mình đâu, con này nó ăn cũng ngon. Rất tuyệt vời. Nói chung là người được đi rừng ăn rồi mới biết được cái mùi vị của nó. Này, đây vẫn còn này. Đây. Đây còn một con này. Đấy, ui trời ơi, để anh khách tự gắp. Không gắp là tí hết phần. Đấy, phần chứ. Đó. Rồi là hớp rượu theo. Hớp rượu theo đấy. Không khí hôm nay rất là lạnh. Lạnh rồi đấy, bắt đầu cảm thấy lạnh rồi. Đây, nước chấm thần thánh. Quá ngon luôn, chấm vào nước chấm thần thánh. Ui dồi ôi, chấm mút mút. Chấm này quá đặc. Quá. Ây à. Ngon không nói nên lời được. Có độ mềm của nó, có độ dai của nó, ăn rất là ngon. Thường hết rồi. Có vẻ món cua hoàng đế này thì ăn mấy tập này rồi thì cũng bị ngấy rồi mình ạ. Lỏng óc à. Em thấy lỏng óc rồi đấy. Đây là gọi là cua hoàng đế. Trên đá. Ăn đi em. Còn rất là làm thêm rượu theo. Rượu ngon. Mướp nấu về đây thịt đổ rừng thì ngon là phải biết, thơm bố phải từ từ các bạn, bởi vì rất nóng. Không dụng răng đấy đâu. Mướp này nấu về rất là nóng luôn. Đây để review tí một tí thịt bạc má đây. Này cái cổ của nó này, cổ đùi này, ôi trời ơi, nhìn mỡ nó này. Miếng này thì để tạm gác sang bên này nhá, không. Ui ôi, làm miếng đạt à? Đây. Làm luôn. Ôi giời, tay thôi. Tay à? Đấy, mời các chấm bạn nhá. Đây. Đây. Thịt béo chưa? Nó. Béo dã man luôn. Đấy, nó dày như này này các bạn ạ. À. Phải ăn như thế này nhá, đấy. Chứ thịt mỡ mà nó không phải để dày như này này. Đấy, đấy. Đúng rồi, để dày thế mới ngon. Đấy. Mời các bạn nha. Làm luôn cả miếng đi cho nó.
Thơm không? Thơm. Ngậy. Thơm ngậy bổ dạ nha. Sướng quá. Sướng quá nhỉ. Làm hơi rượu nữa nhỉ. Làm tí hơi rượu nữa. Cạch cái cho may mắn. Đạt hình như đã phát hiện ra cầy bạc má rồi sao? Phải không? Con gì nhảy ấy. Chắc con cầy bạc má. Chắc cầy. Cầy thì kiếm ăn. Cầy... Kệ nó, anh em mình cứ ăn trước đã.